Chào Nano. Hai con trâu ăn cỏ. Nina và Nano. Nano. Ngon nhé. Chỗ. Rất vừa thôi, không lại rất quá rồi tí lại mất công. Rất vừa thôi, không rất quá tí lại mất công, nuốt vào lại nôn. Hai đứa đến hôm nay là đẻ ngày 21, là đến hôm nay là được 5 tháng rưỡi rồi. Nina. Nina béo quá, Nina to hơn cả Nano. Nina là cái. Nano là đực. Mắt Nina lại xích ra kìa. Chắc là hai đứa nô nhau rồi. Nano ơi, nào có thích phá cỏ không? Nano ơi, đấy, thế làm sao nó trả xước? Không có cắn cái vòng của Nina. Cho mọi người ngắm hai con ở cái lứa tuổi 5 tháng rưỡi. Đúng tròn 5 tháng rưỡi đấy. Ngửi thấy mùi cỏ rồi. Cho nó dứt cỏ, cho nó ăn là ngửi thấy có mùi cỏ rồi. Vặt hồng xiêm à. Nào, có thích phá cây không? Nano ơi. Rứt cỏ thì được chứ đừng rứt hồng xiêm. Có mấy cây hồng xiêm mồi. Rứt còn nói năng gì. Nào. Nghịch nào. Không nuốt linh tinh vào mồm nhé. Mà tám. Há mồm nè. Nina yên nè. Tuổi này là chúng nó thay răng trưởng thành rồi đấy. Nào. Răng đều tăm tắp. À, có đồ chơi cho gặm răng trắng tinh. Cho con nó mới thay răng thì răng nó cũng trắng.
gái. Gái nó nhõng nhẽo hơn. Thằng Nano nó lại phá cái nghịch cái chiến tích của nó là nó vừa mới vặt ngọn hồng xiêm. Rồi nó phá. Nina có phá giống nó không? Mắt Nina bị sứt à? Sứt này là nó là cọ một cái gì sứt mắt ra rồi thành ra nấm rồi đấy. À. Nano. Hóng gì ở đây Nano ơi? Nano. Lại ra bặt cành tiếp. Thế này mỗi lần Nano ra lại tỉa hộ ít cành lá lòa xòa bên dưới. Úi giời, ăn hồng xiêm ngon không? Nằm xuống. Trời, nằm yên. Chơi với nhau đi. Đấy, nuốt vào, cố mà nuốt vào mồm. Nina hơi béo rồi, phải giảm cân cho Nina. Lại phải giảm cân cho Nina rồi. Nano đang dọa một con mông cọp mới chuyển về đây ở cùng. Nano đang dọa. Rất chăm chú. Nano ơi. Nano. Sao mà lại dọa bạn? Nhìn nghiêm túc. Chào Nano. Nano. Nhặt được cục xương. Dí mũi xuống gặm đấy. Cục xương đấy. Ok, cho mọi người ngắm hai con chó con ở cái lứa tuổi từ ở cái lứa tuổi 5 tháng rưỡi. Gần 6 tháng. Bây giờ là tháng 11. Đúng rồi, đẻ tháng 5, 21 tháng 5. Nano và Nina. Nina vẫn hơi béo, chân Nina vẫn yếu. Nano thì tạm chấp nhận. Nano. Này, người Nina to này. To hơn cả Nano. Hơn Nano một cân. Nhìn mặt con cái nó vẫn có nét dịu dàng ở trên mặt. Con đực thì nó có cái nét vung vức ở con đực. Ok, xin chào tất cả mọi người và
hẹn gặp lại khi mà chúng nó sang thêm được tháng nữa.